Một nhóm ngư dân tại Ấn Độ đã bất ngờ bắt được một con cá đuối, manta khổng lồ, nặng tới 1.500 kg. Đáng chú ý, đây là loài vật quý hiếm, có họ với động vật thời tiền sử. Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, cá đuối manta khổng lồ là loài có nguy cơ tuyệt chủng, có họ hàng với cá mập và khủng long. Sự việc trên đã thu hút sự chú ý của cộng đồng địa phương và lan truyền trên mạng xã hội. Theo ghi chép, cá đuối manta có thể nặng tới 1.600 kg không có gai độc và vô hại với con người. Chúng thường sống ở vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới. Loài này thuộc chi Manta trong họ Mobulidae là một trong những loài cá đuối lớn nhất thế giới, với hai loài chính là Manta birostris cá nặng hải và Manta alfredi cá nặng hải dạng san hô. Cá đuối Manta có thể được tìm thấy ở các vùng biển ôn đới, cận nhiệt đới và nhiệt đới. Cá đuối Manta có cấu trúc cơ thể xương sụn với hai vây ngực hình tam giác lớn và chiếc miệng rộng nằm phía trước cơ thể. Vây đầu của chúng có cấu trúc giống như chiếc phễu, giúp chúng hút thức ăn khi bơi. Cá đuối manta chủ yếu ăn động vật phù du mà chúng lọc ra từ nước biển, qua mang. Thông thường, cá đuối manta thường sống ở vùng biển khơi, với manta birostit di cư qua các vùng biển rộng, trong khi manta alfredi có xu hướng định cư và sống ven bờ. Thời kỳ mang thai của cá đuối manta kéo dài hơn một năm và chúng sinh con trực tiếp. Hiện nay, cá đuối manta đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do tình trạng đánh bắt quá mức và ô nhiễm môi trường sống. Được xếp vào danh sách loài đang nguy cấp của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Việc bảo vệ và duy trì môi trường sống của cá đuối manta là rất quan trọng để đảm bảo sự tồn tại của loài cá đuối khổng lồ này. Cá đuối manta không chỉ là một phần quan trọng của hệ sinh thái biển mà còn là biểu tượng của sự đa dạng sinh học và vẻ đẹp tự nhiên của đại dương. phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà vừa chủ trì phiên họp thứ ba của ban chỉ đạo nhà nước các chương trình công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành năng lượng trong đó phó thủ tướng yêu cầu phân loại những dự án không có dấu hiệu vi phạm sai phạm mang tính hình sự có thể khắc phục được theo kết luận thanh kiểm tra đáp ứng được các tiêu chí về an toàn hệ thống công nghệ truyền tải hiệu quả kinh tế để đưa vào khai thác Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, các địa phương phối hợp với Bộ Công an, cơ quan liên quan, giả soát các dự án địa mặt trời được nêu trong kết luận của thanh tra chính phủ và chuyển sang cơ quan điều tra. Phân loại những dự án không có dấu hiệu vi phạm, sai phạm, mang tính hình sự, có thể khắc phục được theo kết luận thanh kiểm tra và đáp ứng được các tiêu chí về an toàn hệ thống, công nghệ truyền tải, hiệu quả kinh tế để đưa vào khai thác. Về đề án thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi, Phó Thủ tướng yêu cầu phải có dự án mô hình cụ thể, phương thức triển khai, từ đó xác định bài toán đặt ra cần giải quyết về hành lang pháp lý, điều tra khảo sát quy hoạch. Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và các địa phương giả soát báo cáo cụ thể số lượng dự án nguồn điện bị chậm tiến độ, làm rõ những dự án nào xử lý được, những dự án nào chưa xử lý được, kiến nghị cấp thẩm quyền hướng xử lý theo quy định của pháp luật. Tạp chí Forbes Việt Nam vừa vinh danh và trao giải cho 50 công ty niêm yết tốt nhất 2024 với sự xuất hiện những doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực, đại diện tiêu biểu cho các ngành nghề kinh doanh và cũng là những tên tuổi đã niêm yết nhiều năm trên sản chứng khoán như là Vinamilk, Vietjet, Petrolimex. Dựa trên báo cáo kết quả kinh doanh kiểm toán năm 2023, đại diện cho ngành hàng không, Vietjet là doanh nghiệp xếp thứ 5 về doanh thu với 58.300 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là minh chứng rõ nét cho sự phục hồi mạnh mẽ và chiến lược tăng trưởng bền vững của hãng. Top 50 công ty niêm yết tốt nhất của Forbes Việt Nam được bình chọn dựa trên quy trình đánh giá nghiêm ngặt, từ việc sơ loại theo các tiêu chí tài chính cơ bản đến chấm điểm dựa trên các yếu tố tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ ROE, ROC và tăng trưởng EPS giai đoạn 2019 đến 2023. Ngoài ra, Forbes cũng cân nhắc kỹ lưỡng về vị thế trong ngành, chất lượng quản trị và triển vọng phát triển của doanh nghiệp. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối diện với nhiều thách thức, 6 tháng đầu năm 2024, Vietjet tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh vượt trội với tổng doanh thu đạt 34.016 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 1.311 tỷ đồng, tăng 433% so với cùng kỳ vượt 21% so với kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2024. Vietjet không ngừng tăng trưởng đội tàu và mở rộng mạng bay, dự kiến sẽ nhận thêm 10 tàu bay mới trong năm 2024. Với kế hoạch phát triển bền vững, mở rộng mạng bay khắp Việt Nam và quốc tế đến Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Lào, Campuchia, Indonesia, Đài Loan, Trung Quốc và xa hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Với những ưu điểm vượt trội như năng suất thu hoạch cao, tỷ lệ thành công cao, mô hình nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Bạc Liêu tiếp tục chiếm ưu thế về sản lượng so với các mô hình khác. Hiện nay sản lượng tôm nuôi siêu thâm canh đạt hơn 40.000 tấn, chiếm 30% tổng sản lượng nuôi toàn tỉnh. Tuy nhiên, nuôi siêu thâm canh đang để lại những hệ lụy gây nguy hại cho môi trường đối với ngành nuôi trồng thủy sản hiện nay. Trong thời gian qua, mô hình nuôi siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao có 12 công ty, đơn vị và hơn 900 hộ dân thả nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh với diện tích nuôi hơn 4.000 ha, năng suất đạt từ 15 đến 16 tấn một ha. Theo đánh giá của ngành chức năng, mô hình nuôi siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao đóng góp rất lớn vào sản lượng tôm của toàn tỉnh Bạc Liêu. Hiện nay, mô hình nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao này được người nuôi áp dụng hình thức nuôi theo 2 đến 3 giai đoạn để vừa quản lý tốt dịch bệnh trên tôm, theo dõi khả năng phát triển của tôm, vừa tiết kiệm được chi phí trong sản xuất. Chúng ta nuôi tôm ấy là cái sản lượng đầu tổ hàng năm nó sẽ có. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta ứng dụng công nghệ cao này thì cái dịch bệnh của chúng ta nó hạn chế. Khi mà chúng ta thả con giống từ lúc thả giống cho đến khi mà uh, cải tạo ao thì nó gặp rất là nhiều cái 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 thuận lợi cho bà con với ưu điểm năng suất cao thành công cao và lợi nhuận ổn định mô hình siêu thâm canh đã và đang có tác động tích cực vào sự phát triển nuôi trồng thủy sản của bạc liêu tuy nhiên nuôi siêu thâm canh đang để lại những hệ lụy gây nguy hại cho ngành nuôi trồng thủy sản hiện nay nhất là tình trạng xả thải trực tiếp ra môi trường không qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt chuẩn quy định đang có chiều hướng gia tăng mình dùng một số vấn nạn chung rồi, tại vì liên quan tới mô hình sinh công canh bây giờ đại đa số là người ta dùng cái cách là đưa ra ngoài môi trường không qua xử lý trung gian nhiều. Đấy thì chỉ nếu giả sử như để những cái mô hình đấy mà chưa có một cái gì biện pháp liên quan tới bảo vệ môi trường á thì chắc chắn một thời gian là những cái cái mà cái mô hình khác á đều bị ảnh hưởng. Theo thống kê của ngành thủy sản. Dù Bạc Liêu có hơn 4.000 hecta nuôi siêu thâm canh, nhưng diện tích nuôi có hệ thống xử lý chất thải chỉ mới đạt hơn 40%, khoảng 1.300 hecta. Để giảm thiểu tác hại đến môi trường nuôi, hiện nay các vùng nuôi tôm trọng điểm của Bạc Liêu đã và đang có nhiều giải pháp từ tuyên truyền đến xử phạt nghiêm đối với hành vi vi phạm trong việc xả thải chưa qua xử lý ra môi trường nhằm bắt buộc người nuôi phải đầu tư hệ thống xử lý chất thải trong nuôi siêu thâm canh, giảm thiểu tác động đến các vùng nuôi tôm về cái môi trường thì cái này thành phố đặc biệt quan tâm mà đặc biệt hơn nữa là trong cái sản xuất nuôi trồng thủy hải sản vì đây cái nguồn nước là cái điều kiện tiên quyết hàng đầu trong vấn đề mà duy trì đảm bảo hàng năm trong việc mà nuôi trồng để hỗ trợ người dân thì chúng tôi ưu tiên nạo vét những cái tiếng kinh bức xúc ưu tiên cho các xã nuôi tôm thâm canh bán thâm canh có thể nói nuôi tôm siêu thâm canh đang mang lại hiệu quả và đóng góp sản lượng nuôi tôm khá lớn cho địa phương tuy nhiên những hệ lụy về ô nhiễm nguồn nước dịch bệnh lan rộng đã và đang trở thành mối đe dọa lớn ảnh hưởng đến ngành nuôi tùng